chiếc ô tô này đẹp quá trời đẹp luôn ta. Ước gì mình có một chiếc nha. Nhưng mà tiền đâu mà mua. À, hay mình chế chiếc chơi cho đỡ ghiền mới được. Được. Bây giờ mình sẽ chế tạo xe ô tô chạy bằng bóng bay nha các bạn. Ở đây mình đã chuẩn bị nắp chai, ống hút, bong bóng, chai nhựa và súng bắn keo nha. Đầu tiên thì mình sẽ châm lỗ để gắn trục bánh xe nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đục lỗ vào nắp chai để gắn bánh xe vào trục nha. Bây giờ mình sẽ gắn bánh xe vào chai nha. Nhưng mà trước khi gắn bánh xe vào thì mình sẽ gắn một cái ống hút vào đây nè, để tránh nó bị cả bánh xe vào cái chai nha các bạn. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ khoét lỗ để gắn động cơ vào nha các bạn. Động cơ của nó chính là bong bóng và ống hút nha. Ok, như vậy là mình đã lắp xe xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ test thử coi động cơ nó chạy như thế nào nha. Ai. Úi giời ơi. Mình thấy nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắn ở đây nè, để cho nó chạy chậm lại mới được. Chứ nó chạy nhanh quá công an bắt chết. Bây giờ mình sẽ tỉa cho những cái trục này nè, nó gọn lại nha các bạn. Dài quá. Ok, như vậy là mình đã chế xong rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang đi chơi nha. Yeah. Bây giờ mình thử cho xe chạy ở đây để coi nó chạy được bao xa nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình thử đẩy ra cái nữa coi nó chạy bao xa các bạn. Cái này phải xa hơn cái nãy mới được. Đây, 1, 2, 3. Có càng luôn nha, có tội luôn nha. Công nhận xe chạy quá trời đã luôn á. Bây giờ phải đem qua phe Xuân Hà mới được. Lên này, qua này, nhảy này. Yeah. Ôi. Ở đây hả? Vào đây. Ôi. Dạ. Ủa cậu đang làm gì vậy? Tớ đang chơi game nè. Thôi nghỉ chơi game đi, tớ có này khe cậu nè. Cái gì vậy? Xin trân trọng giới thiệu với cậu, đây là xe chạy bằng bong bóng đó nha. Tớ tự chế đó. Ủa, chạy bằng bong bóng là như thế nào vậy cậu? Thì chạy như thế này nè. Đây. Cái xe của tớ cấu tạo hơi bị đơn giản luôn á. Nhìn nè, thân xe được làm bằng chai nhựa nè. Bánh xe được làm bằng nắp chai nè. Còn động cơ của nó được làm bằng bong bóng với ống hút nè. Khi mà thổi vào á Xuân Hào, thì á cái bong bóng này sẽ tạo một cái lực đẩy giúp xe mình chạy á Xuân Hào. Cái xe của cậu thì cũng thú vị đấy. Nhưng mà thổi như thế này thì mệt lắm. Tớ còn ngó xe chạy bằng động cơ bong bay đó nha. Thằng ông Xuân Hào, cậu lấy ra cho tớ xem đi. Ok, đợi tớ một tí. Đây, đồ chơi của tớ đây nè. Mua hẳn 2 cái luôn nha. Wow, nhìn xịn sò vậy. Cậu khui ra giới thiệu cho tớ xem đi. Ok, để tớ khui ra cho. Cậu nhìn nè, đây là bộ đồ chơi chiếc xe chạy bằng hơi gió đó nha. Chúng ta sẽ thổi bong bay lên và cho nó chạy nè. Ở đây á thì có 4 hình con vật khác nhau nè. Gấu trúc nè, hổ nè, gấu và con heo nha. Bây giờ tớ sẽ khui ra cho cậu xem nha. Ok. Đây. Wow. Đây là một cái động cơ của nó nè. Đây chiếc xe nha. Chiếc xe hình heo này. Đó. Nhìn cái gì á, bự dưới nè. Cái này bự nè. Cái này hả? Cái này là cái ống bơm đó. Ống bơm á hả? Đúng rồi. Chứ nó không có hỏi hả? Đúng rồi. Và cuối cùng là bóng bay nha. Bây giờ tớ sẽ lắp lại và thổi cho cậu xem nè. Ok. Đây, trước tiên thì chúng ta sẽ gắn cái này vào nha. Đó, cái này là cái bơm đó. Tiếp theo á thì mình sẽ gắn con heo này vào đây nè. Đây là cái chiếc xe. Ok. Rồi bây giờ tớ sẽ gắn bóng bay vào nha. Người ta đã cho sẵn mình mấy cái bóng bay nè. Bây giờ mình sẽ luồn vào đây. Ok, câu tí. Đó, rồi. Đó. Mình ấn cái nút này á để cho nó mở cái ngàm này ra nè. Sau đó mình sẽ cho con heo vào.
Rồi, thả ngàm ra, nó sẽ ôm chặt lại rồi. Bây giờ mình sẽ bơm nha. Bơm đi. Wow. Bây giờ nó sẽ ấn cái nút này và heo sẽ chạy nè, cậu nhìn nha. Đâu? Wow, con nhận cậu có bộ chơi xịn thiệt luôn á. Tất nhiên rồi. Mà bây giờ mình đem ra ngoài chơi thử nha. Ok. Đi. Bây giờ tụi mình chơi ở đây đi. Ok, chị để tới chị trước nha. Ok. Nhìn nè. Rồi, bỏ nè. 1, 2, 3. Wow. Nghe như tiếng xe lửa luôn. Rồi, tới lượt cậu rồi sao? Cho xe của cậu chạy đi. Được rồi, tới lượt tớ nha. Ok. Gắn vào nè. Rồi, ta bơm nha. Bơm đi. Bơm càng căng thì chạy càng xa nha. Rồi, được rồi đó. Bơm nhiều quá nó bể. Không bể đâu. Rồi, cậu xem nha. Ok. 1, 2, 3 này. Wow. Xe của cậu á, chạy cũng được á, Xuân Hào. Hay bây giờ mình đua với nhau đi, coi ai chạy nhanh hơn. Ok, đua thì đua, sợ gì mà không đua. Đây là đường đua của chúng ta nha. Hai bên sẽ có vạch giới hạn này và vạch đỏ này sẽ là vạch đích. Ai đến đích trước thì người đó sẽ chiến thắng nha. Ok. Sao, còn sẵn sàng chưa? Ok, đua thôi. Rồi, ok. Đây, bây giờ nó sẽ bơm lên nè. Ok chưa? Rồi. Đếm 1, 2, 3 bắt đầu nha. 1, 2, 3. Yeah. Yeah, tôi thắng rồi nha. Tôi thua rồi nha. Bây giờ đua lại nè, cho cậu gỡ gạt đó. Rồi, nhìn cái mặt bất lực chưa? Thôi mà nước miếng bắn vào mày luôn cậu. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Tớ bơm lên cạnh xíu rồi nha. Nhìn đi. 1, 2, 3. Yeah, yeah, ta thắng rồi nha, như vậy là hòa nha. Ok. Tiếp đi, còn một hiệp nữa đó. Sao, còn thời gian chưa? Rồi. Điểm thứ 3 là bắt đầu chạy nha. 1, 2, 3. Yeah. Cái xe này tôi dính dướng đây. Chạm anh biết rồi nha. Yeah, như vậy là cậu thua rồi nha. Thì thua, nhưng mà chơi như vậy á không công bằng đâu Xuân Hào ơi. Bây giờ mình chơi hai chiếc giống nhau đi. Ok, vậy cậu lấy chiếc xe kia đi, tụi mình cùng đua. Rồi, bơm nha. 1, 2, 3. Yeah. Yeah, tao thắng rồi nha. Thắng hoài luôn á. Lại đi. Rồi, đây là bản thứ 2 nè. Ok. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3. Xuân Hào, bây giờ dán cuối quyết định nha. Ok. Rồi. Ok. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Xin xin. 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. 3 vòng thi thì tới thắng 2 vòng, tức là thắng luôn rồi nha. Chắc tới xui á, đua xe nào cũng thua chứ. Cho tớ mượn xe này về nhà nha. Về nhà tớ nghiên cứu, bữa sau đua tiếp. Cũng được, bữa sau đi. Ok, bữa sau sẽ sáng tớ ăn á.